Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của Hùng. Hùng sẽ thực hiện live stream cuối cùng về bán hàng vào năm 2019 này. Và đây là cơ hội cuối cùng, cơ hội duy nhất để mọi người có thể sở hữu những mẫu giày cầu lông nam, những mẫu giày cầu lông nữ với giá khuyến mãi tốt nhất trong năm 2019. Xin nhắc lại là giá tốt nhất trong năm 2019. Bởi vậy mà mọi người hãy tranh thủ cái cơ hội này đi ạ. Bởi vì sau cái đợt hàng này thì sẽ không còn những cái đợt khuyến mãi với giá tốt như này nữa và nhiều mẫu như này cho mọi người lựa chọn. Và tại cái live stream này thì Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người, trước tiên là giới thiệu đến mọi người các mẫu giày nữ, rồi sau đó thì Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người một vài mẫu giày nam còn lại thôi. Gần như là mấy hôm nay gần như là Hùng bán hết sạch giày rồi, không còn, gần như là không còn mấy mẫu còn size nữa rồi. Thế nên là nếu mà mọi người đang cần mua giày thì hãy nhanh chóng bấm vào cái đường link phía dưới mô tả của cái live stream này để có thể đặt mua hàng bên Hùng nhá. Bây giờ thì không làm mất thời gian của mọi người nữa, Hùng sẽ thực hiện ngay giới thiệu các mẫu giày. Đầu tiên sẽ là giày nữ và sau đó sẽ là một số giày, mẫu giày nam còn lại, còn sót lại thôi, còn rất là ít ạ. Ok, đầu tiên Hùng muốn giới thiệu đến chị em đó là mẫu giày cầu lông Li-Ning AITM074, một mẫu giày form giày khá là gọn. Đôi này mọi người có thể nhìn thấy rằng nó giống với đôi AITM081, đúng rồi, hai đôi này là giống nhau, nó một đôi dành cho nam, một đôi dành cho nữ thôi. Nhưng mà với đôi của nữ thì siêu sâu hơn. Nếu chị em nào thích phong cách đơn giản nhã nhặn và đặc biệt là thích một đôi giày có dòng đế mới nhất, dòng đế mới của hãng Li-Ning ra mắt vào tháng 6 năm 2017. Đặc điểm của dòng đế này đó là rất nhẹ, rất êm, chống lật và cực kỳ an toàn cho chân. Đây là dòng đế mà Hùng đã sử dụng đến 3 đôi giày từ 2017 đến giờ. 3 đôi giày của Hùng đều sử dụng dòng đế này. Và trong tất cả các mẫu giày mà ngày hôm nay Hùng giới thiệu đến mọi người giày cầu lông nữ thì đây là mẫu giày nữ có dòng đế là dòng đế tốt nhất nha mọi người. Đôi giày này sale giảm giá còn giảm giá 1.750.000, chỉ còn 780.000 thôi, tặng kèm hai cuốn cán chống trơn và một móc khóa cầu lông kim loại. Về phí ship thì mọi người tự thanh toán nha. Đây một mẫu giày nữ rất đơn giản, giống với mã AITM081. AITM081 thì sale còn 920, còn mẫu của nữ sale có còn 780, 1750 cho còn 780 thì sale như thế là hơn 60% rồi đúng không mọi người. Với mẫu này thì có size 36 còn 2 đôi, 37 còn hàng chớm chồng thì ok, 36 còn 2 đôi, 37 còn 1 đôi, 38 còn 3 đôi nha mọi người. 1.750.000 sale còn 780.000 thôi ạ. Đấy thì nếu mà mọi người đang có nhu cầu mua giày thì mọi người có thể xem xét mẫu giày này. Mọi người nếu mà đang có nhu cầu mua giày hoặc là đã có giày thì giúp Hùng chia sẻ đến những người bạn của các bạn hoặc là anh em trong câu bộ bạn để có cái cơ hội sở hữu mẫu giày với mức giá rẻ nhất nhờ 780.000, mọi người nghe không nhầm đâu ạ. Ok, đây tiếp theo giới thiệu đến mọi người mẫu giày màu trắng đỏ, mẫu giày của nữ. Mã là Li-Ning AITP004, mẫu này được sản xuất 2019 nha mọi người. Mẫu mới nhất cho nữ mà bên Hùng đang có. Đôi giày này được sản xuất vào mùng 4 tháng 8 năm 2019. Đôi giày này được sản xuất cách đây 4 tháng. Cách đây 4 tháng, đây là mẫu giày mới nhất. Và dòng đế này là dòng đế mới nhất được Li-Ning ra mắt vào năm 2019 này luôn nha mọi người. Đôi giày này thì bên Trung Quốc giá của nó là 399 tệ. Nó rơi khoảng 1.4 triệu. Và Hùng cũng kiếm được giá sale. Và đây là mẫu giày dòng đế mới, khá là dày và êm. Cái này cũng có công nghệ chống lật, mọi người có thể nhìn thấy. Đây là điểm G chống lật đây. Mọi người nhìn đây này, cái điểm G chỗ này nó sẽ bè ra một chút để đảm bảo sự chắc chắn. Ví dụ chúng ta phanh thì chúng ta không bị ngửa lật cổ chân ra. Thì đôi này bên Hùng đang sale 1.4 triệu, còn 750.000 tặng kèm hai cuốn cán chống trơn và một móc khóa cầu lông kim loại. Về phí ship thì khách hàng tự thanh toán ạ. Một mẫu giày rất là đơn giản và nhã nhặn, kết hợp một chút đế màu đỏ, một chút màu xanh dương và màu trắng. Đôi giày này cũng khá nhẹ, đôi trước nhẹ hơn một chút nha mọi người. Đó, đôi giày này thì còn size 37, 38 và 39 nha. Đây là livestream cuối cùng mà Hùng giới thiệu, chia sẻ cái cơ hội này đến mọi người. Vì vậy mà mọi người hãy nắm bắt cái cơ hội này đi. Ok, tiếp theo. Mẫu giày Li-Ning AITM054 sở hữu cho mình sự kết hợp giữa màu sắc, đó là màu hồng
và màu tím than. Màu tím than gần gần đen. Đấy, nó sử dụng dòng đế, đây là dòng đế cổ điển, dòng đế lâu đời của hãng Li-Ning. Thì dòng đế này như Hùng đã nói rất nhiều lần rồi, nó dành thường dành chuyên cho sân bê tông, chuyên cho cấy sân bê tông. Đế cũng được làm bè ra và cũng có công nghệ chống lật cực kỳ an toàn cho chân. Nhưng so về khối lượng thì đôi này so với hai đôi trước là nặng hơn. Và đôi này thì sẽ không êm bằng hai đôi trước sẽ êm hơn. Nhưng mà đôi giày này khá là giữ giá, mức giá sale của nó là 1.250.000, giảm còn 720.000. Tuy nhiên về hình thức bề ngoài thì có vẻ đôi giày này là bắt mắt hơn so với hai đôi giày trước. Và đôi giày này 1.250 sale còn 720.000, còn duy nhất size 38 nha chị em. Còn duy nhất size 38 à, còn một đôi size 36, còn một đôi size 36 và hai đôi size 38 nha. Nếu chị em đã có giày rồi thì hãy dùng chia sẻ đến những người bạn của các bạn. Đây là chương trình sale và giảm giá khuyến mãi sâu nhất trong năm 2019 này. Tiếp theo, mẫu giày cũng dòng đế giống đôi vừa rồi. Tuy nhiên thì đôi này với mức giá gốc hãng đưa ra khi mà ra mắt nó lại cao hơn đôi trước. Đôi này khi mà mới ra mắt thì giá của nó là 399 tệ, nó rơi khoảng 1.4 triệu. Và đôi này sale còn 750.000, cũng tặng kèm hai quần cán chống trơn và một móc khóa cầu lông kim loại. Đôi này thì chỉ có size 38 và size 39 thôi. Đôi này chỉ có size 38 và size 39 thôi chị em nha. Đây, đôi này sử dụng công nghệ, trước tiên là đế, thì đế đôi vừa rồi Hùng giới thiệu rồi. Còn về công nghệ chất liệu thì đôi này sử dụng công nghệ đó là lưới dệt kết hợp với cả chất liệu da. Với chất liệu da này thì chúng ta không bao giờ sợ bị bong chóc hay nổ da đâu nha, mọi người yên tâm nha. Không bao giờ bị rách hay bong chóc. Đây là giày xịn. Và da này nó hơi bóng nha mọi người có thể lau sạch giày. Cùng với đó sử dụng công nghệ, đó là công nghệ ép nhiệt. Ép nhiệt một lớp da lên lớp lưới vải dệt thì nó sẽ khiến cho đôi giày nhìn nó rất là bắt mắt và độc đáo. Và cái lớp lưới dệt này thì nó cũng giúp cho chúng ta đi cảm giác là nó rất là dễ chịu và rất là thoải mái cho chân. Và nó cũng rất là thoáng khí. Đó, đôi này thì chỉ còn size 38 và 39 nha mọi người. 1.400.000, giảm còn 750.000. Và đôi cuối cùng giày nữ. Nói chung là đa phần là lẻ size hết rồi. Ok, đôi cuối cùng giày nữ. Một đôi giày mang phong cách rất là trẻ trung. Và bạn nào mà nữ tính mà bạn nào trẻ đi đôi này thì đẹp dã man lên chân, cực kỳ nữ tính và đẹp luôn. Đôi giày này mã là Li-Ning AITM0074, giống đôi trắng đầu tiên ấy, nhưng mà màu của nó là màu xanh chuối kết hợp với một chút chấm hồng và dây hồng. Đôi này đi lên chân cực kỳ đẹp và nữ tính, thích hợp với phong cách bạn trẻ trẻ trung. Đôi này trước Hùng order cho khách chưa bao giờ giá dưới 950 cả. Tuy nhiên thì đang có đợt sale, Hùng săn được giá cực kỳ là tốt. Đôi giày này sale giá 1.750.000 còn 850.000, tặng kèm hai quần cán chống trơn và một móc khóa cầu lông kim loại. Cùng với đó bên Hùng hỗ trợ miễn phí ship cho mẫu giày này. Chờ một chút xem còn sai bao nhiêu. Ok, đôi giày này rất là may mắn, chị em vẫn có cơ hội sở hữu. Đôi giày này có size 36, 37 và 38 nha mọi người. Đôi giày này thì Hùng giới thiệu dòng đế này rồi. Dòng đế này là dòng đế Hùng đã sử dụng 3 năm liên tiếp rồi. Đặc điểm của dòng đế này là nhẹ, êm và cực kỳ an toàn cho chân. Đôi giày này rất nhẹ. Đôi giày này rất nhẹ. Và chất liệu da của nó cũng rất xịn. Nó sử dụng công nghệ này, công nghệ da ép lên lớp lưới, khiến cho đôi giày đi rất dễ chịu, rất nhẹ và thoáng khí ạ. Đây ạ. Đôi này nói thật là Hùng cực kỳ thích đấy. Bạn nào mà thích kiểu theo phong cách nữ tính mà trẻ trung ấy, đi đôi này lên chân đẹp dã man luôn. Đẹp dã man luôn ạ. Đấy, màu xanh chuối rất đẹp. Và trong tất cả các dòng đế Hùng giới thiệu có vừa rồi là có 3 dòng đế. Thì dòng đế này sẽ là dòng đế đi sướng nhất và cũng là dòng giày cao cấp nhất. Rồi sau đó là đến đôi màu trắng thứ hai mà Hùng giới thiệu, đó là đôi AITP004. Và cuối cùng là hai đôi mà Hùng giới thiệu sau, đó là AITM054 và AITM064, đôi xanh dương hôm nay là 064 nhá. 064, AITM064, size 38, 39 thôi. Đôi này thì 36, 37, 38. Đôi này nói thật là rất là ngon. Nếu mà chị em nào mà
thích màu sắc và phong cách như này thì thực sự trong cái mức giá như này không có một đôi nào có thể sánh được ạ. 850.000 tặng hai quần cà chống trơn và một móc khóa, lại còn miễn phí ship nữa ạ. Giá gốc là 1.750.000. Đây là một đôi giày tầm cao. Và rất là nhiều các vận động viên nữ của đội tuyển cầu lông mình đi, đấy, Hùng đi live stream giải gặp rất là nhiều tay vợt nữ đi đôi này. Đấy, thì tiếp theo Hùng sẽ giới thiệu một số mẫu giày nam còn sót lại thôi, gần như là không còn nhiều. Ok, giới thiệu đến mọi người mẫu giày Li-Ning AITM 071 thuộc đôi giày tầm cao của hãng Li-Ning với mức giá gốc cũng là 1.750.000. Nó sở hữu cho mình dòng đế Chenlong TD, đây là dòng đế có thể nói là dòng đế dày nhất cho các đôi giày trong tầm giá dưới 2 triệu. Cùng với đó nó sở hữu đầy đủ công nghệ chống lật. Đây, điểm G chống lật, đây là công nghệ chống lật và nó làm hơi cao cổ một chút thì khiến cho đôi giày chống lật cực kỳ an toàn cho chân. Trọng tâm đế nhìn nó cao như này thôi, nhưng mà đế nó ở dưới tầm này cơ. Nó làm hai bên nó vuốt cao lên. Đây cũng chính là công nghệ chống lật. Đó, và đế này mọi người có thể nhìn thấy, nhìn nó như đế đúc ấy. Không bao giờ phải lo keo con này luôn. Và con này thì bên hãng chưa bao giờ bán hạ dưới mức giá 1.6.000, mà Hùng có thể kiếm được cho mọi người mức giá là 920.000 ạ. Đôi này 1.750 siêu còn 920, còn một đôi size 40, còn một đôi size 41 và một đôi size 43. Anh em nào thích liên hệ Hùng ngay, màu xanh dương này cũng rất đẹp. Còn về chất liệu thì khỏi nói rồi, đôi giày này rất là chắc chắn và hầm hố. Nó sử dụng 3 lớp cơ, lớp bên trong, lớp lưới phía ngoài này, và thêm một lớp da bọc xung quanh này nữa để gia tăng sự chắc chắn cho những hai điểm ở hai bên này, hai điểm chúng ta hay phanh. Đó. Và nó có cái cả điểm nhấn là một cái sách đằng sau giày này rất là hay. AITM 071 màu xanh dương nha mọi người. Còn một đôi 40, một đôi 41, một đôi 43. Cũng chỉ còn vài mẫu thôi ạ. Tiếp theo cũng là dòng đế Chenlong TD. Đôi giày này thì cảm giác nó sẽ mềm mại hơn. Nó cũng phủ một lớp da để ép nhiệt lên, nhưng chất liệu bên trong này nó là một lớp lưới dệt rất là mềm mại, và đi vào chân thì sẽ cảm giác nó là nó dễ chịu hơn và cảm giác nó mềm hơn đôi 071 vừa rồi. Đôi này là AITM 081, Li-Ning AITM 081, cũng là dòng đế đó. Đó, thì đôi này bên Hùng chỉ còn duy nhất size 41, còn đúng hai đôi cuối cùng. Đôi này giảm giá cực kỳ sâu và chưa bao giờ có mức giá như thế. 1.750.000 giảm còn 820.000, tặng kèm hai quần cán chống trơn và một móc khóa. Về phí ship mọi người tự thanh toán. Ai có nhu cầu mua giày thì nhắn tin giúp Hùng nha. Mọi người đừng comment, hãy cố gắng giúp Hùng nhắn tin để Hùng có thể tư vấn và hỗ trợ mọi người sớm nhất. Bởi vì nếu mọi người cứ chờ Hùng comment, đến lúc Hùng trả lời comment của mọi người thì có thể là lúc đó người khác đã đặt hết giày rồi ạ. Người khác đã đặt hết hàng rồi thì mọi người không được trách Hùng đâu nha. Đây còn duy nhất size 41 và dáng giày cũng rất là đẹp. Mọi người có thể nhìn thấy đây là dòng đế Chenlong TD. Ok, xin chào Quân Lưu nha em. Anh xin chúc mừng Quân Lưu vừa mới giành hai huy chương vàng ở nội dung đơn nam và nội dung đôi nam giải hội khỏe phù đồng thành phố Hà Nội nhá. Xin giới thiệu đến mọi người, bạn Quân Lưu đang xuất hiện tại live stream của Hùng, là một tay vợt xuất sắc nhất của cầu lông học sinh Hà Nội hiện tại, và bạn đã nhiều năm liên tiếp giành chức vô địch cả ở nội dung đơn và nội dung đôi giải cầu lông thành phố Hà Nội cho học sinh. Và tiếp tục là vừa ngay buổi chiều ngày hôm nay Hùng đã live stream hai trận đấu, bạn ấy đánh chung kết đơn nam và đôi nam, bạn ấy cũng giành nốt hai huy chương vàng ở hội khỏe phù đồng Hà Nội. Và Hùng tin rằng tại hội khỏe phù đồng toàn quốc, Quân Lưu sẽ tiếp tục giành những tấm huy chương. Anh không chắc là em có thể nhất, nhưng anh tin rằng em có thể đạt được huy chương. Ok, và chúng ta tiếp tục với chủ đề thôi. Thấy thằng em vui quá nên chào nó tí. Ok, tiếp theo là một mẫu giày rất là mới. Mẫu giày này rất là đẹp, màu sở hữu cho mình một màu đen rất là đơn giản và nhã nhặn, nhưng nhìn rất là sang trọng. Ok, đôi giày này cũng sở hữu dòng đế mà Hùng hay đi đó. Dòng đế ra mắt tháng 6 2017, đặc điểm đó là êm, nhẹ và chống lật. Đôi giày là đôi giày mới nhất, một trong hai mẫu giày mới nhất của hãng Li-Ning vừa mới về Việt Nam cách đây khoảng hơn 1 tháng. Nhưng Hùng cũng đang có ưu đãi rất là tốt cho anh em. Giảm giá 1.750.000, giảm còn 1.150.000. Tặng kèm một đôi tất Yonex xịn trị giá 70.000. Đây mọi người có thể nhìn thấy, đôi giày rất là đẹp, màu đen. Với đôi này thì có đủ size từ 39,5 đến size 44. Tuy nhiên là chỉ còn 2 ngày khuyến mãi nữa thôi, ngày mai và ngày kia nữa thôi là bên Hùng cũng hết hàng rồi. 1.750.000 giảm còn 1.150.000 tặng một đôi tất Yonex. Và về phí ship thì mọi người tự thanh toán nha.
Đôi giày này vừa mới về Việt Nam được 1 tháng và Hùng đã để cho mức giá anh em mức giá ưu đãi như này. Hãy tranh thủ cơ hội nha. Size 38 hoặc 39 em giới thiệu xong trong lúc nãy rồi chị vui thị Mi ơi, tí chị xem lại livestream nhá, có mấy mẫu đang siêu giá tốt lắm ạ, mà ngon lắm. Tiếp theo là mẫu giày là phải nói là mới nhất cùng với đôi AIT P031 đen vừa rồi. Thì chúng ta có đôi AIT P023 màu đen và một chút kết hợp với màu cam, đế cam. Đôi này thì sử dụng chất liệu giảm chấn hoàn toàn mới của Li-Ning, đó là chất liệu Li-Ning Cloud. Và hôm nọ thì đây là một chất liệu siêu giảm chấn của Li-Ning và mới được áp dụng vào giày cầu lông. Đây là chất liệu mà hôm nọ Hùng đã đăng video rồi. Khi mà người ta thả quả trứng rơi xuống cái tấm chất liệu này thì nó bật lên và nó lại bật lên, nó lại rơi xuống cái tấm chất liệu này thấp hơn và nó lại bật lên, nó lại rơi xuống, nó rơi đến 3 lần vào chất liệu này và nó không bị vỡ. Đây là chất liệu siêu giảm chấn của hãng Li-Ning. Mọi người có thể nhìn thấy đôi giày có thêm công nghệ chống xoắn. Đây, một miếng nhựa ở đây và một miếng nhựa ở đây. Đây là công nghệ chống xoắn giúp cho đôi giày giữ ổn định trọng tâm. Đôi giày này đặc điểm, đây giày này nó thuộc dòng Light TD. Từ Light thì chắc mọi người hiểu như nào rồi. Đôi giày này thuộc dòng Light TD, rất là dòng giày nhẹ. Đây là một trong những dòng giày nhẹ nhất của Li-Ning hiện tại nhá. Một trong những dòng giày nhẹ nhất của Li-Ning hiện tại. Và sử dụng cho mình công nghệ siêu giảm chấn Li-Ning Cloud. Đế của nó rất là chắc chắn và có cả miếng, hai miếng nhựa, một miếng nhựa trung tâm và một miếng nhựa ở bên. Và công nghệ chống xoắn. Đế của nó cũng rất là dày, công nghệ giảm chấn Li-Ning Cloud. Đây là biểu tượng của công nghệ. Đây, sờ nó rất mềm này. Mọi người thấy không? Dí nó rất mềm luôn. Đó. Thì đôi này cũng còn đủ size từ 39,5 đến size 44 nha. Tuy nhiên cũng chỉ giảm giá đến hết ngày kia thôi. Là Hùng sẽ không bán hàng nữa và Hùng còn phải về quê với gia đình. Đây. Đôi giày này sử dụng chất liệu đó, một là lưới dệt rất là chắc chắn. Này, Hùng cạo cho mọi người xem này. Có xước không? Không xước luôn. Lưới dệt của nó như kiểu sợi cước á. Và cùng với đó chất liệu da này. Chất liệu da ép nhiệt vào này. Đôi giày này rất đẹp và ngon. Đôi tới Hùng đi sẽ là đôi này. Để Hùng trải nghiệm dòng Light TD này xem có sướng hơn dòng mà Hùng vừa giới thiệu lúc trước không? 3 đôi từ 2017 đến giờ. Hùng không có đổi dòng đế, Hùng vẫn đi dòng đế đấy. Và đến năm nay Hùng chắc chắn là Hùng sẽ thử dòng đế mới này, dòng đế Light TD này. Hùng sẽ rất là thích trải nghiệm sản phẩm và để giới thiệu cho anh chị em mua giày. Đó. Đây nha. Siêu còn 1.2 triệu đôi này, 1.750.000 siêu còn 1.2 triệu. Tặng kèm một đôi tất Yonex xịn. Mẫu giày mới nhất. Đôi này được sản xuất vào 25 tháng mấy đây? 2019. Hình như là 25 tháng 8. Tại vì nó bị mờ chỗ này mất rồi. 25 tháng 8 năm 2019, tức là nó cách đây mới có 3 tháng thôi, trong khi nó còn vận chuyển các thứ nhập khẩu về Việt Nam nữa. Đây là giày nhập khẩu chính ngạch, đóng thuế đầy đủ nha anh em. Và được bảo hành nha. 1.2 triệu. Giá rất là ngon. Và đôi giày rất là xịn. Ok, mà có một đôi nữa Hùng quên mang ra đây rồi. Ok, tiếp theo. Đang chuẩn bị ship cho khách. Hôm nay ra giới thiệu. Cũng là dòng đế đó, cũng là dòng đế giống đôi cam vừa rồi. Đôi này thì ở Việt Nam chưa nhập khẩu về được, nhưng mà đôi này Hùng lại săn được hàng sách tay. Đôi này rất là hiếm, gần như ở Việt Nam chắc là chưa có ai mua được đâu, trừ khi là họ sách tay về. Và đôi này cũng sử dụng, đây cái lưới của đôi này nó còn mềm hơn. Lưới của đôi này còn mềm hơn, nó rất là thoáng. Đây, Hùng vẫn cạo cho mọi người xem này. Lưới của đôi này nó mềm hơn và chất liệu da nó cũng lì lì. Cùng với đó nó có các cái hạt trên cái da này này. Đấy, nó cứ bóng bóng, ánh sáng chiếu vào nó cứ sáng sạc. Rất là hay. Đôi này mọi người vừa có thể đi chơi, vừa có thể đi làm, vừa có thể đi đánh cầu. Vì đôi này nhìn rất là đơn giản. Nhưng form đôi này khá là ôm chân nên là anh em nào chân gọn đi mới ok. Chứ còn anh em nào mà chân bè thì đi sẽ form này sẽ không hợp lắm. Đôi giày này Hùng làm Hùng liên tưởng giống như kiểu giày chạy chứ không phải giày cầu lông. Nhưng dĩ nhiên đây vẫn là đôi giày cầu lông nha. Và hãng vẫn phân nó là
Leaning Badminton Training So nha, vẫn là giày cầu lông nha anh em. Đôi này đi tập gym, đi chạy bộ hay là đi làm, đi đánh cầu đều rất là ok. Với đôi này thì Hùng chỉ kiếm được size 42 thì hết hàng mất rồi. 41 thì chỉ còn một đôi thôi, 40 còn hai đôi, 43 còn hai đôi, 43 còn hai đôi này, 40 còn hai đôi, 41 còn một đôi, tổng còn 5 đôi. Đôi này cũng 1750 giảm còn 1,1 triệu nha anh em, tặng một đôi tất Yonex xịn. Trị giá 70k về phí ship thì anh em tự thanh toán nha. Đấy, đôi này để đi chạy bộ chắc cũng sướng. Nó sử dụng công nghệ giảm trần Leaning Cloud mà, nên nó rất là êm, mọi người xem Hùng sờ này. Sờ sướng, chất liệu này sờ sướng mà nó rất là dày nhá. Power Cushion thì nó chỉ có một lớp mỏng dính, nhưng mà cái Leaning Cloud này này, nó có một lớp đế rất là dày như này. Càng ngày Hùng thấy Leaning càng ra nhiều công nghệ mới và nó đang tiến sát dần với Yonex rồi. Trong khi giày Leaning thì nó lại rất là rẻ, giá của nó rất là tốt. Và một đôi giày Yonex thì đã chắc gì đã bền hơn đôi giày Leaning, nhưng mà giá của nó toàn hơn 2 triệu. Thì anh em tiết kiệm hơn, dĩ nhiên là giày Yonex nó vẫn hơn, nhưng anh em tiết kiệm hơn thì đi Leaning vẫn sướng hơn nhé. Đôi giày này rất đẹp, nhìn nó rất đơn giản và nhã nhặn. Màu nó là màu tím than này, đen tím than này. Đó, 1,1 triệu thôi ạ. Tặng kèm một đôi tất Yonex này. Sướng cho anh em, tranh thủ cơ hội nhá. Con này, cái con này này không xách tay được nữa đâu ạ. Từ sau không kiếm được nữa đâu ạ. Bởi vì bên Trung Quốc bây giờ giá của nó nhập vào toàn hơn 1 triệu hết. Hùng săn được từ đợt sale 12 tháng 12 đấy. Hùng ỉm hàng bây giờ mới bán dần dần ra. Hàng hiếm mình phải ỉm. Ok, tiếp theo còn một mẫu giày nữa thôi là xong rồi. Là mẫu giày Hùng đang đi, dòng đế đó, Hùng đã nói rồi, ra mắt tháng 6 2017, dòng đế nhẹ êm chống lật. Và đôi giày này sử dụng công nghệ ép nhiệt. Đây, nó cũng sử dụng lưới dệt này, mọi người thấy nó rất là mềm, rất là êm và nhẹ chân. Nhưng mà nó kết hợp ép da lên trên này, nhìn nó rất là độc đáo. Đôi giày nhìn rất là đơn giản, nhã nhặn và huyền bí. Với cái màu sắc như này thì mọi người không có những có thể đi đánh cầu, mọi người đi chạy bộ hay là mọi người đi chơi thì cũng đều rất là ok. Nó làm thiết kế thêm một chút vẩy sơn ở trắng ở đây, nhìn rất là đẹp và độc đáo. Đôi này đi rất là sướng, ôm chân, nhẹ, chống lật, cực kỳ an toàn. Đôi giày này thì bên Hùng còn size 40, 41 và 43 nhá. Size 42 thì cũng hết hàng mất rồi và cũng hết đợt sale rồi. Đôi giày này hết đợt sale rồi nên không nhập vào giá tốt được nữa. Đôi giày này Hùng vẫn có thể lên hãng lấy, nhưng mà bây giờ nhập vào hơn 1 triệu cơ. Thì bán cho anh em bao nhiêu tiền đấy ạ? Đôi này 1.750.000, sale còn 980.000. Và Hùng sẽ đưa ra ưu đãi cho anh em, đó là mua đôi này, lần này Hùng sẽ tặng một đôi tất Yonex xịn. Mua đôi này sẽ tặng một đôi tất Yonex xịn trị giá 70.000. 980.000 nha mọi người, về phí ship thì mọi người tự thanh toán giúp Hùng. Đấy, đôi này là đôi Hùng đang đi, rất là ưng. Đây cho anh em xem này, dáng rất là gọn, rất là đẹp. Đó. Đây, thế là đây là đôi giày cuối cùng trong ngày hôm nay Hùng giới thiệu đến mọi người rồi. Giày nam thì gần như là hết sạch hàng rồi. Mấy hôm nay sale anh em nhắn tin Hùng từ sáng đến giờ chỉ có lên đơn với gói hàng. Mệt dã man luôn, nhưng mà cũng sướng bởi vì rất anh em ủng hộ rất là nhiệt tình. Và gần như là mấy hôm nay thì Hùng khoảng tầm tuần nay thì Hùng bán khoảng hơn 100 đôi giày. Gần đến 200 đôi nơi rồi. Đống giày của Hùng gần như là không còn. Đấy, thanh lý cuối năm mà bao giờ cũng là giá tốt nhất. Và mọi người tranh thủ cơ hội này, nếu mà mọi người có giày rồi thì giúp Hùng chia sẻ nó đến bạn bè của các bạn nha. Giúp Hùng chia sẻ đến bạn bè của bạn, họ sẽ cảm ơn bạn rất là nhiều. Còn về chất lượng giày của bên Hùng yên tâm, 100% hàng chính hãng, đều chất lượng và chọn lọc mẫu hết, không nhập linh tinh. Đó, nên anh em hoàn toàn yên tâm nha. Và bây giờ thì nghỉ ngơi tắm rửa đây, làm việc cả ngày mệt lắm rồi. Ok, goodbye, xin chào, hẹn gặp lại. Nhanh tay liên hệ Hùng, bấm vào đường link phía dưới mô tả của video này để nhắn tin cho Hùng nha. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.